Xin chào bạn nhé, xin chào cô chú anh chị và các bạn quay trở lại với kênh của mình. Đây cả nhà ơi, hôm nay em nấu bữa tối ngày đặc biệt một chút mọi người ạ. Xin chào mọi người nhé. Ngày gì nhỉ, Diêu nhỉ? Hôm nay là ngày mà 40 năm trước có người được sinh ra. À. Đây. Em xin em Hiền đến giúp em làm cơm. Hôm nay là ngày sinh nhật của em nhé mọi người nhé, tròn 40 tuổi mọi người ạ. Sinh nhật của Hoa Vlog mọi người ơi. Sinh nhật mẹ. Không biết ăn cái gì, hôm nay làm mấy món rau củ quả ăn thôi nhé cả nhà nhé. Nước chấm, làm nước chấm thần thánh của cô Hoa. Nước chấm thần thánh để chấm nem cuốn mọi người ạ. À phở cuốn. Hôm nay làm món phở cuốn ăn thôi mọi người ạ. Ăn rau cho mát. Chết bọn em nóng lắm mọi người ơi. Ngon được quá. Ngon, chẹt chẹt. Định làm lẩu đấy chị bạn, nhưng mà nóng quá nhỉ, nóng quá không ăn được. Thì ăn đơn giản vậy thôi. Út. Út ơi. Út có áo mới thế. Ai mua cho đấy? Chị có phải ai hết đi. Ai mua cho Út? Chị tâm lý ác nhỉ. Mua cho Út nữa, mua cho mẹ đấy cái kìa, chị mua váy cho mẹ kìa. Út xem đi, chị mua váy cho mẹ đấy. Mang ra đây xem. Thấy chưa? Út trong nhà ấy. Út thấy rồi, thấy rồi á. Đẹp không? Đẹp không? Thế Út mua chị, cái gì cho mẹ? Chị với bạn mua mà. Út Út cứ xem mãi một cái váy, một cái quần ở trong TikTok ấy suốt. Muốn mua cho mẹ nhưng muốn không mua cho mẹ không có tiền. Ngon quá. Tối ạ. Ăn cái này nữa. Diệp từ trường xuống tí lại lên luôn. Chị ạ, chị Hà không xuống được đâu quá. Dương học, Dương thì tí nữa xuống. Dương đang làm. Hôm nay em review một chút để kỷ niệm nhé mọi người nhé. Xin mời cô chú anh chị và các bạn theo dõi hết video của em và để ủng hộ em nhiều hơn nhé. Để kỷ niệm, chủ yếu làm để kỷ niệm mọi người ạ. Em Đoàn. Hello, lâu lắm rồi nhỉ. Hello mọi người, xin chào mọi người nhá. Lâu lắm không xuất hiện. Lâu lên hình. Em Thơm không đến à? Anh Thơm anh làm video rồi. Đi soi rồi. Soi à? Soi đấy cả. Anh to anh nhỏ gì? Anh to anh nhỏ. Đây em Đoàn đây. Thấy cái gì mới không? Ôi giời ơi nhà. Hôm nay sinh nhật được tặng hà chị. Đây đây quay cho chị tí đi. Tưởng anh mới nào mua cho chứ. Động viên mẹ. Đẹp mẹ đẹp mua cho con váy mới. Đấy. Hả? Anh mới làm gì có tuổi. Con ăn với này, quấy này nó. Ừ, con nhá thì có nó nhá đi. Con nhá lại, con rồi quấy đi. Con nó nhá Dương mời đến mọi người ơi. Đu quà tặng cho cô. Quà sinh nhật. Quà. Wow. Đấy, chuyển vàng cả. Đấy. Quà to thật đấy, to hơn của mình luôn. Đấy là. Chưa hờ luôn đấy. Ôi rồi. Ôi, chưa hờ rồi. Hợp với cái váy này ác nhỉ. Đẹp thế, trời, đúng là sinh nhật to đấy hôm nay nè. Chứ thường không hả Dương? Chứ thường Dương này, chứ thường không hả Dương? Cảm ơn Dương nha. Đi đây, đi đây, đi vào đi. Váy mới, cốc mới. Băng em băng, đi vào đi. Cơm đi. Mới đó, Dương xin cu mất quần đó Diệp. Mới có mở mất văn phòng là đó. Dương. Mới ngân. Đủ ngồi không? Ba mâm. Hả? Ba mâm.
Út út ngồi bơm kia đi với anh Sơn, anh Thuận ngồi bơm bác Phong bên kia đi. Ui không đủ ngồi đâu, thế nào ngồi để bán chạm chén diễn viên chính tí đi. À, xin một chén nào, nó ngọt á. Sức khỏe nơ, hảo hán nơ, hảo hán nơ, kiếm được nhiều anh mới nhá. Ây da. Cảm ơn hảo hán nơ. Hay khay nung xỉn hay khổ hay cơm xỉn nè, mỗi gì con đi. Nào 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 nào, má. Đấy. Hắn nữa. Hắn sao đây nữa? Đỡ. Lẩu nữa chú nè, có gì năm bàn cái đấy. Ôi mời đi, ăn đi em Đoàn ơi. Mời nhá, mời cả nhà nhá. Rau ăn cỏ mọi người ạ. Ăn toàn dưa. Sinh nhật to rồi. Mùa dưa chuột thì ăn dưa chuột thôi nhỉ. Sinh nhật to. Sinh nhật to em Đoàn mọi người. Đi đi. Đi đi. Đi ơi, đi đi. Món này hơi khó ăn một tí. Nhưng mà ngon. Út có biết ăn không? Có biết làm không? Làm đi, tự làm lấy đi. Tự làm lấy đi. Em bé ăn đi em bé. Em bé có quả đầu chết ác nhỉ. Món này có vẻ cồng kềnh hết nhỉ. Ôi cho nó dày. Vui là chính thôi em Đoàn nhỉ. Như này được rồi. Gì? Sinh nhật to lắm rồi nhá. Món này hay cồng kềnh nhỉ ác nhỉ. Thiếu từ thằng chú Ba. Phải biết thiếu món. Kì vậy đi. Thịt lợn. Phụ nữa. Ở dưới kìa, phụ lên dưới kìa chị. Cỏ ăn thịt béo rồi. Béo rồi. Cho đẹp da thế à em Đoàn. Rau cỏ bao nhiêu? Lừa nhau ăn cỏ, ăn rau cho đẹp da thế. Rau cỏ là tốt mà. Ăn thịt nhiều không tốt đâu. Em bé đẹp trai thế. Em bé ơi. Đẹp trai thế. To thế em Đoàn. Góc tay à? Chị Khuyến. Xuống nhờ. Mời cả nhà nhá. Con. To quá không món nào biết cho vào mồm được. To. To mới sướng chứ em bành. To là sướng. To là sướng chứ em Đoàn kìa. To là sướng. To là ai. To không sướng nào. Chửi hơn lại đây. Căng. Căng. Hết mà. To ăn thôi. Dài ăn mãi cũng hết. Mình cứ nghĩ xấu nha. Dài hết thôi nha. Sẽ cá khô cơ thì khách nữa.
Cắt cân em nó. Không nói à? Em nó có ngay. Em về. Em bé em học hết đâu. Em mạnh thôi nhỉ. Phải em bé lên đâu nhỉ? Em béo rồi bây giờ. Em mạnh thôi. Kiến lẩu kiến tươi thằng Nan nè. Uống rượu đi, rượu cái kìa, rượu một tuần vào mỗi người một chén, hai chén đi. Nhưng nó ngọt thôi ạ. Chưa học sinh nhớ chọn luôn. Đây, ui, 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 ui
Ngọt lắm em Đoàn ạ. Ngọt lắm. Ngọt lắm. Cái này là bánh người tặng à chị? Bánh anh mới tặng. Bánh đặc biệt nó mới ngọt thế này đấy. Bánh anh mới tặng mà. Khác thế nào? Mấy khác ấy. Ui, má con.